โตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะchúng con chi tâm đảnh lễ Đức Phật Ca Va, ngài là bậc A La Hán cao thượng, đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con xin nương nhờ và nguyện hành theo giáo pháp do ngài chỉ dạy, nguyện cầu hồng ân tam bảo hộ trì cho chúng con thoát khỏi sự phiền não sầu khổ trong kiếp hiện tại và vị lai. Chúng con chi tâm đảnh lễ ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Hôm nay cũng như thường lệ, chúng ta tụ họp tại đây để nghe những lời giáo huấn của Đức Phật. Pháp thì tôi đã nói rất nhiều, cả 10 năm nay quý vị cũng nghe cũng khá nhiều rồi. Nhưng bữa nay đó, tôi muốn nhấn mạnh lại chữ tu. Vì quý vị, tôi cảm thấy nghe đi nghe lại, có lẽ nghe pháp này pháp nọ rồi quên nói chữ tu là cái gì. Tôi hiểu lầm cái chữ tu, hiểu lầm từ ban đầu. Thành ra hiểu lầm từ ban đầu rồi thì đi nó sai lạc hết. Tôi cắt nghĩa chữ tu rất đơn giản. Cán nghe chữ tu này để biết cái gì là chữ tu. Chữ tu đó có nghĩa là sửa đổi, có nghĩa là sắp đặt lại cho đẹp hơn xưa. Là hồi xưa mình làm cái gì không đẹp, mình sửa đổi, sắp đặt cho nó đẹp hơn xưa. Ý nghĩa chữ tu thường là như vậy thôi. Chữ tu, nói đến chữ tu là phải nói tới tu thân và tu tâm, hai thứ. Tức nói theo đạo lý là sửa thân thể, ngôn ngữ, tâm ý là nói thân khẩu ý đó, cho nghiêm tịnh, đó là ý nghĩa của chữ tu. Thi hành cho càng ngày càng tinh xảo, đặt tốt đẹp hơn, đó là chữ tu. Chữ tu á, muốn nói á, thì nói tới tu hành, chúng ta thường nghe nói. Vậy cái gì là tu hành? Là tu tập và thi hành. Tu rồi làm, tu tập và thi hành, đó là tu hành. Theo ý nghĩa của Phật đã giảng trong kinh mà tu tập và thi hành, làm theo lời của Đức Phật. Giảng rồi lấy cái đó là hành theo. Vừa tu tập vừa gìn giữ cái đạo hạnh của mình là tu hành. Tu đó cũng phải nói đến tu học. Tu và học, chúng ta tu rồi chúng ta phải học. Hành giả vừa giữ giới hạnh, niệm Phật, tham thiền, vừa nghiên cứu kinh điển hoặc nghe thầy diễn giảng, đó là tu học. Tu là trau dồi cái đức hạnh của mình. Tu là sửa trị cái thân tâm. Cái thân ta làm sai ta sửa nó, cái tâm ta nghĩ quấy ta sửa nó, đó là tu. Học là xem kinh, lực lượng tam tạng, nghe theo những thầy hay bạn giỏi, đó là học. Tu học cần phải có thứ lốt, từ chỗ thấp mà lên chỗ cao, từ chỗ dễ đến chỗ khó. Tu học, tu học cần phải kiên cố, phải tâm rất kiên cố, tinh tấn siêng năng, cũng như người mài sắt thành kim, chuốt chai thành ngọc. Nó khó như vậy, không phải dễ, đó là tu học. Sự tu hành vững chắc, sự bền chắc của đức tu. Khi chúng ta tu hành vững chắc thì nó có bền chắc của đức tu. Tu là sự tu chỉnh, rèn luyện thân tâm, sửa trị và tập luyện thân tâm. Tu tập cái đạo lý, tu tập cái đức hạnh, tu tập các pháp lành, bỏ các pháp ác. Nhờ tu tập, ta có sức mạnh bền vững,
và chắc quyết để tăng trưởng điều lành, dẹp trừ điều dữ bỏ, tu để trừ các mối phiền não và đắc được an lạc. Nếu ta tu mà ta vẫn còn phiền não, ta không thấy được an lạc gì, như vậy ta đi lầm đường rồi. Nếu mà ta nói ta tu theo lý thuyết của Đức Phật, nhất định ta được an lạc. Tu thì có tu tại gia và tu xuất gia. Chúng ta tu ở nhà và chả tu xuất gia thì tu. Trên đường tu lúc nào cũng tu tập giới định huệ. Muốn nói tới tu thì có giới, có định, có huệ. Giới định huệ gọi là tam tu hay là tam vô lậu học. Vô lậu là hết phiền não, lậu là còn phiền não, mà vô lậu hết phiền não. Như vậy đó, giới định huệ là tam tu hay là tam vô lậu học. Sự tu hành có trước sau như vậy, nghe cho kỹ. Trước hết ráng tập giữ gìn các căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình cho thanh tịnh. Trước hết, trước hơn cái gì hết, giữ gìn cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, cái thân ý, giữ cho nó trong sạch. Không có ai giúp được đâu, mình không giữ không ông thầy nào cũng giỏi cách mấy vậy. Xin lỗi Đức Phật, đến trần gian này mà quý vị không giữ thanh tịnh cái lục căn cũng vậy thôi. Đó, như vậy mình kiểm điểm coi thường ngày nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình, mắt tai mũi lưỡi của mình có thanh tịnh, có trong sạch không? Có lòng thẹn thùa, tu phải có lòng thẹn thùa, ghê sợ tội lỗi. Mình nói mình muốn tu thì phải ghê sợ tội lỗi. Tội gì nhỏ cách mấy cũng ghê sợ, thẹn thùa với tội lỗi. Nhờ nhân duyên ấy nên đối với hạnh xấu là ác hạnh đó, thì lấy làm sĩ hổ, sĩ nhục hổ thẹn. Cái hạnh xấu mình sợ lắm, mình mắc cỡ với cái hạnh xấu đó nữa. Bèn tu tập diệu hạnh. Khi mình biết mắc cỡ hổ thẹn với cái hạnh xấu, mình mới tu tập được cái diệu hạnh, là hạnh nhiễm màu, hạnh tốt đẹp, hạnh sáng láng. Nhờ tu tập diệu hạnh mà chẳng hay biến cố hối hận. Ta tu tập được cái diệu hạnh, ta không hay biến cố. Cái này chúng ta không tu tập được diệu hạnh nè, tâm ta cứ biến cố, cứ nổi sóng gió một ngày tới tối. Đó là ta không có tu được cái diệu hạnh đó đó. Nhờ chẳng hay biến cố hối hận nên sanh ra lòng hoan hỷ. Khi mà ta hết cái biến cố trong tâm đó, là không có thay đổi tâm á, thay đổi hoài rồi không hối hận đó, mới sanh cái lòng hoan hỷ đó. Kể đó tâm được chánh định, đó là thiền đó. Người tu thiền cũng vậy đó. Phải nhớ, nhờ tâm được chánh định nên thấy sự như thật, là thấy được cái chân như. Nếu ta nói ta định mà ta chưa thấy được cái chân như của ta, tự tánh ta chưa thấy được, thì ta chưa. Nhờ thấy sự như thật nên được viên minh và được giải thoát đầy đủ. Thấy cái sự như thật là thấy cái bổn tánh của ta đó, ta mới được giải thoát. Nói đến sự tu hành học đạo, chúng ta phải tìm hiểu, học hỏi, noi theo gương hạnh của các vị thánh nhân đã thực hiện và có kết quả. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có hàng ngàn ngàn thánh tăng đệ tử có gương hạnh tu hành huyền diệu tốt đẹp. Trong chư vị thánh tăng đó, Đức Phật tán thán thập đại đệ tử của Ngài vì đức hạnh tu hành của chư vị đó cao sâu. Đức Phật tán thán, Ngài có hàng ngàn ngàn muôn vị thánh tăng, nhưng trong đó Ngài tán thán 10 vị thánh tăng. Để tưởng nhớ đến thập đại đệ tử Phật chư thánh Trung Hoa, các ngài hằng tụng nằm lòng hồng danh của thập đại đệ tử đó như sau. Các vị thánh bên Tàu để nhớ tới thập đại đệ tử mà Đức Phật tán thán đó, các ngài đó nhớ rồi các ngài nằm lòng, các ngài tụng cái hồng danh của thập đại đệ tử mà Đức Phật khen đó. Người Trung Hoa họ nói: xá trí liên thông thiết thu na, tu không chuyên lĩnh ca đầu đà, na lực thiên nhãn ba ly giới, a nan đa văn mật hạnh la. Đó, họ tụng thành một câu kệ á của thập đại đệ tử đó. Xá trí liên thông là nói ngài Xá Lợi Phất có trí tuệ đệ nhất,
Liên thông là ngày một quyền liên, có thần thông, thông là thần thông đệ nhất, xá trí liên thông. Thiết Phú Na, ngày Phú Lâu Na đó là thiết pháp đệ nhất. Đức Phật khen nói thiết pháp tương tự như Đức Phật thiết vậy. Bây giờ họ tụng xá trí liên thông thiết Phú Na. Tu không chuyên lựng ca đầu đà, tu là ngày tu bồ đề đó, mà kỳ rồi tôi nói pháp quý vị nghe. Tu không là ngày giải cái pháp không á, cái tánh không á, đệ nhất. Đức Phật nói tu không chuyên lựng, ngày ca chuyên viên á, lựng cái nghĩa của Đức Phật hay lắm. Nghe pháp Đức Phật rồi ngài hiểu. Hồi lúc đó mà các vị tỳ khưu khác mà nghe không hiểu đó, không dám đi hỏi Phật, đi hỏi ngài ca chuyên viên. Ngài ca chuyên viên nói hồi nãy Phật nói vậy vậy, lực hay lắm. Bởi nói tu không chuyên lựng, ngài ca chuyên viên lựng pháp hay nhất. Ca đầu là ngài Maha Ca Diếp đó, là thực hiện hạnh đầu đà, đi trong rừng núi tham thiền đệ nhất. Bây giờ họ nói tu không chuyên lựng ca đầu đà. Na lực thiên nhãn ba lý giới là ngài A Na Lực. Ngài A Na Lực đó chú bác với Đức Phật á, cũng hoàng tử á, đi tu theo Phật. Có cái thiên nhãn dòm thấu hết ta bà thế giới này bất kỳ ở đâu. Na lực thiên nhãn. Ba lý giới, ngài U Ba Ly là trì giới đệ nhất, Đức Phật khen. Giới lực Đức Phật ngăn cấm tu hành chỉ dạy, ngài U Ba Ly nhớ hết. Vì thế khi mà kết tập tam tạng, khi Đức Phật niết bàn rồi 3 tháng đó, 500 vị đại A La Hán kết tập tam tạng, ngài U Ba Ly đó được chỉ định để nói về cái lực mà Đức Phật dạy mà chúng ta biết tới ngày nay. Bởi vì Na lực thiên nhãn là A Na lực có thiên nhãn, Ba Ly giới là ngài U Ba Ly trì giới đệ nhất. A Nan Đa Văn Mật Hạnh La, ngài A Nan đó là thị giả Đức Phật đó, cũng chú bác của Đức Phật á. Đa Văn là nghe nhiều hiểu rộng, kinh gì mà Đức Phật thuyết ngài A Nan nhớ hết. Thành ra khi kết lập tập tam tạng đó, ngài A Nan được chỉ để nói về kinh, ngài U Ba Ly nói về lực. A Nan Đa Văn Mật Hạnh La, La Hầu La đó là con của, nghĩa là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó, khi Đức Phật chưa ra xuất gia đó là sanh đứa con La Hầu La đó. Mật hạnh là ngài tu cái hạnh tuyệt đẹp nhất, mật không phải bí mật, mật là hoàn hảo nhất, đẹp nhất, khó tu nhất. Đó là cũng hoàng tử La Hầu La đó đi tu. Như vậy người Trung Hoa họ để nhớ tới thập đại đệ tử đó mà họ tụng câu kệ để nhớ. Hồi năm 2001 đó, tháng 4, tôi có thiết bài pháp về Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên cho quý vị nghe rồi. Năm 2001 tới năm 2002 đó là tháng 6 đó, tôi có thiết về Tôn giả Maha Ca Diếp đầu đà đệ nhất đó, cũng đại đệ tử rồi. Năm 2003 tháng 3 tôi có thiết về Tôn giả A Nan và thị giả Đức Phật Đa Văn đó đệ nhất. Năm 2004 là tháng rồi, tháng 4 đó, đầu tháng 4 đó, tôi thiết về Tôn giả Tu Bồ Đề mà quý vị có lại nghe rồi. Hôm nay tháng 5 ngày 30 cũng 2004, tôi xin trình bày với quý vị về cuộc đời xuất gia tu hành của hai vị đại đệ tử Phật là Tôn giả Phú Lâu Na là thiết pháp đệ nhất đó, và Tôn giả Ca Chuyên Viên lựng pháp đệ nhất mà Đức Phật khen. Chúng ta phải học hỏi những cái gương tu hành, cái hạnh kiểm cao sâu của chư vị thánh tăng đó mà chúng ta noi theo để chúng ta thực hành được một phần nào trong sự tu hành chúng ta thì nó rất là tốt. Nói về Tôn giả Phú Lâu Na, tên của ngài tiếng Bali Nam Thạng Ấn Độ là Pruna Maitrayina Buddha. Buddha nghĩa là Pruna đó, là mình dịch mình nói Phú Lâu Na đó. Còn cái tên ngài dài lắm, Maitrayani Buddha là tiếng người Trung Hoa họ dịch là Di Đa La Ni Tử, là cái vần Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, dịch theo cái chữ đó. Cũng có người nói là mãn từ tử, dịch cái tên của ngài. Cái gì là mãn? Là đầy đủ. Ngài sinh ra có đầy đủ trí tuệ,
đầy đủ phước báo, đầy đủ ba la mật. Ngài là con của một vị Bà La Môn rất giàu có, sang trọng ở thành Ca Tỳ La Vệ. Tôn giả Phú Lâu Na cũng là cháu của ngài Anna Cô Thanh Giác tiếng Phạn. Chúng ta nói A Nhã Kiều Trần Như đó, mà đi tu theo Phật có già nhất đó. Đó, ngài là cháu của ngài Anna Cô Thanh Giác, là A Nhã Kiều Trần Như, là một trong tám vị Bà La Môn nhà tiên tri trẻ tuổi nhất khi Bồ Tát Sĩ Đạt Đa đản sanh. Khi Bồ Tát Sĩ Đạt Đa đó đản sanh đó, là vua Tịnh Phạn Vương mời đến xem tướng, mời tám vị Bà La Môn giỏi lại xem tướng Bồ Tát Sĩ Đạt Đa đó. Trong đó có anh nha cô thanh giác là A Nhã Kiều Trần Như, trẻ hơn bảy người kia, giỏi về cái tướng mà lại xem tướng của Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Đa. Trong bảy vị Bà La Môn kia đó, tiên tri nói sau này Sĩ Đạt Đa sẽ là vị đế vương tài ba nhất, nó sẽ lên ngôi làm đế vương tài ba nhất. Chỉ có ngài Anh Nhã, A Nhã Kiều Trần Như đó, Anh Nhã Cô Thanh Giá đó, ngài nói Sĩ Đạt Đa sẽ xuất gia và sẽ thành Phật cứu độ chúng sanh. Có một người nói thôi, là A Nhã Kiều Trần Như nói không, ngài không có phải đế vương, ngài là một vị thật. Sau khi Bồ Tát Sĩ Đạt Đa ra đi xuất gia, ngài A Nhã Kiều Trần Như đó mới đi rủ con của bảy vị kia, bởi vì ngài trẻ hơn bảy người kia, thành ra ngài đi rủ con của bảy vị kia đó, Bà La Môn kia đó, để mà rủ đi rủ lại, rủ được có bốn người con của bốn vị à, còn ba vị nó không đi. Cùng ngài đi tìm Bồ Tát cùng tu khổ hạnh. Là Đức Phật sau khi đi xuất gia là hơi 29 tuổi đó, là ngài A Nhã Kiều Như lớn tuổi lắm rồi, mà đi rủ mấy được con có bảy vị kia, được có bốn người, là năm người kia bằng Kiều Trần Như đó, đi tu khổ hạnh với Đức Phật. Sau khi Bồ Tát Sĩ Đạt Đa đắc quả Phật, Phật đến vườn Lộc Quyển ở gần thành Ba La Nại độ năm anh em Kiều Trần Như là nãy đó. Ngài Anh Nha Cô Thanh Giác, A Nhã Kiều Trần Như đó chứng quả A La Hán trước hết, là đệ nhất A La Hán đệ tử của Phật. Người mà tu theo Phật chứng quả A La Hán trước nhất là A Nhã Kiều Trần Như, thời đó là người mà nói Đức Phật sau này thành Phật đó, lớn tuổi là chứng quả. Ngài A Nhã Kiều Trần Như nghĩ rằng ta nay tuổi già, không giúp, không thể giúp Phật hoằng pháp được bao lâu, ta nên đem Phú Lâu Na là Bruna là cháu đến xin xuất gia với Phật. Ngài Phú Lâu Na là cháu của A Nhã Kiều Trần Như. Vị Phú Lâu Na có trí tuệ giỏi, xuất gia giỏi, thấu triệt hết các thi thơ vệ đà của Bà La Môn. Hồi lúc đó là đạo Bà La Môn, chưa có đạo Phật. Ngài Phú Lâu Na đó là con của một người Bà La Môn, là cháu A Nhã Kiều Trần Như, học kinh vệ đà giỏi, thi thơ đủ hết. Nếu được xuất gia, Phú Lâu Na sẽ giúp Phật hoằng pháp sau này. Ngài nghĩ như vậy, ngài bèn về quê nhà của em gái là mẹ Phú Lâu Na đó, tỏ rõ mọi sự. Phú Lâu Na và mẹ nghe qua rất hoan hỷ, đồng ý. Sau khi xuất gia không lâu, tôn giả Phú Lâu Na đắc quả La Hán, là vị có tài ba thuyết pháp giỏi nhất trong hàng đệ tử Phật. Ngài thường được chư tăng gọi là Phú Lâu Na Di Đa Ni Tử, vì ngài rất có tài thuyết giảng, làm cho rất nhiều người theo ngài xuất gia tu học. Ngài thay mặt Phật thuyết dạy 500 vị tỳ khưu mới đều được giác ngộ về pháp tri túc, độc cư, ẩn tu, sự thanh tịnh, sự không tụ họp đám đông, sự tinh tấn, sự hoàn hảo trong giới định huệ, sự giải thoát, giải thoát tri kiến. Ngài thuyết dạy 500, thay mặt Phật thuyết dạy 500 vị tỳ khưu mới tu đều giác ngộ. Một lần nọ, 500 vị tỳ khưu là đệ tử ngài cũng đến đảnh lễ Phật. Các vị tỳ khưu đó đều sanh tại Ca Tỳ La Vệ cùng một xứ với Đức Phật, đồng tán dương thầy của mình là tôn giả Phú Lâu Na. Đức Phật sau khi nghe xong chứng minh là nói rất đúng, các vị đã nói rất đúng. Trong khi đó có mặt ngài Xá Lợi Phất, nhưng ngài chưa biết mặt tôn giả Phú Lâu Na vì chưa bao giờ gặp mặt. Ngài rất muốn được gặp để trao đổi pháp học từ đó.
Một hôm nọ tôn giả Phú Lâu Na đến xá, xá Vệ Thành Kỳ Viên Tịnh Xá đảnh lễ Phật, và sau đó xin từ giả Phật đến khu rừng Anh Tha Quanh tịnh tu. Khi ngài Xá Lợi Phất hay tin, liền đến khu rừng Anh Tha Quanh để được gặp tôn giả Phú Lâu Na. Tại khu rừng Anh Tha Quanh có rất nhiều tỳ khưu khác cùng ở gần đó tu, nên khi gặp mặt ngài Xá Lợi Phất không biết ai là tôn giả Phú Lâu Na, và tôn giả Phú Lâu Na cũng chưa từng biết mặt ngài Xá Lợi Phất. Khi đó hai người cùng chào hỏi và trao đổi pháp. Ngài Xá Lợi Phất nói: thầy đang thực hành phạm hạnh Đức Phật dạy phải không? Tôn giả Phú Lâu Na trả lời: dạ phải. Vậy thầy thực hành phạm hạnh để được thanh tịnh trong giới lực à? Tôn giả Phú Lâu Na trả lời: dạ không phải. Vậy thầy thực hành phạm hạnh để được thanh tịnh tâm à? Tôn giả trả lời: dạ không phải. Vậy thầy thực hành phạm hạnh để trừ ngũ kiến à? Là thân kiến nè, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ kiến, kiến thủ kiến à? Tôn giả Phú Lâu Na cũng trả lời: dạ cũng không phải. Ngũ kiến hồi nãy đó là năm đều sở kiến chấp nệ của kẻ phàm phu, của người chưa giải thoát. Một, nói về thân kiến là ý kiến về thân mình, thấy cái thân mình, chấp có thân mình. Đối với ngũ ấm là ngũ quẩn ở trong thân, là sắc thọ tưởng hình thức đó, kẻ bậy cho là có thân, thường ngày mình lầm tưởng là cái thân mình thiệt tình. Gượng lập ra chủ tể là làm như có mình, hằng khởi ra cái ý kiến có ta, chấp có những cái của ta, thành ra ta mới chống như người khác. Nhưng mà sự thật nó là ngũ quẩn thôi, mà ta chấp như vậy thành ra ta mới có ý kiến. Ai nói gì ta nhất định không đồng ý, ai hơn ta cũng không được. Đó là cái phần thân kiến. Hai là biên kiến, là ý kiến thấy một bên thôi, không thấy hai bên. À, kể cho cái thân mình hoặc dứt hoặc thường là kể, có người nghĩ là cái thân mình chúng nó chết rồi thôi, dứt, không có gì nữa. À, rồi hoặc giả nó, ờ, cái thân mình nó thường còn, mình còn sống hoài, thường ngày mình đâu có muốn chết, thường ngày nghĩ vậy đó, là biên kiến. Chấp rằng dứt chẳng phải là thường, chấp rằng thường chẳng phải là dứt, nghĩa là cái thân này chết rồi nó hết, nó là dứt, nó không phải thường. Có cái là chấp là ở cái thân này sống không có dứt, cái đó là biên kiến. Chỉ chấp nệ có một bên mà thôi. Ba là tà kiến, là ý kiến tà dại, cái tâm tà khư khư giữ lấy ý kiến, nghĩa là cái mình sai quấy không biết, cứ giữ nó ý kiến của mình à, đó, thấy không, khư khư giữ lấy ý kiến, điên đảo thấy bậy. À, khi mình quấy mình cũng không nhìn nữa, chẳng tin nhân quả, dứt các thiện căn không mong thành Phật. Bốn là giới cấm thủ kiến, là ý kiến chấp lấy giới cấm đối với những điều chẳng phải là giới, lầm cho là giới, cưỡng chấp là thắng diệu, bèn khư khư giữ lấy ý kiến nhỏ hẹp của kẻ chẳng biết tỳ nghi. Năm là kiến thủ kiến, là ý kiến chấp lấy kiến, kiến thủ kiến là thấy vậy chấp vậy. Đối với pháp, ý chẳng phải là chơn diệu, kẻ lầm là niết bàn. Có khi chúng ta lầm tưởng tu theo cách đó là niết bàn, à, kẻ lầm là niết bàn. Tâm sanh chấp trước, tính bậy cho cái đều sở đắc của mình là trỗi thắng, bo bo giữ lấy ý kiến nhỏ nhất hữu lậu, đó là kiến thủ kiến. Hồi nãy ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Phú Lâu Na gì không có từng gặp mặt, nghe danh vậy thôi, cả hai người không từng gặp. Vì Ấn Độ lớn lắm, Đức Phật đi chỗ này chỗ nọ, rồi thành ra các ngài cũng đi chỗ này chỗ nọ. Mà ngài Xá Lợi Phất nghe 500 vị tỳ khưu giải giác ngộ đó thưa Đức Phật, khen ngài Phú Lâu Na, ngài Xá Lợi Phất giờ đi tìm. Mà đi tìm hỏi năm đều bảy đều, hỏi cái gì ngài nó không phải, hỏi tu để thanh tịnh tâm ngài nó không phải, tu để thanh tịnh tâm ngài nó cũng không phải, tu để giới lực được thanh tịnh cũng không phải, cái gì cũng phải hết ha, lạ vậy đó. Nói vậy tu làm gì? Nghe đây nè, nghe những người mà giỏi. Ngài Xá Lợi Phất nói: nếu như vậy thầy thực hành phạm hạnh để được thanh tịnh cái gì? Hỏi cái gì cũng không có, không phải hết trơn. Hỏi ngài Phú Lâu Na. Tôn giả Phú Lâu Na trả lời là: để thành đạt vô dư niết bàn. Tôi thực hành phạm hạnh để thành đạt vô dư niết bàn. Còn nãy ngài nói cái này thanh tịnh, không phải hết trơn.
tôi muốn cái vô dư nước bàn, nói vậy đó. Ngài Sa Lợi Phất hỏi: vậy sự thanh tịnh của giới là vô dư niết bàn sao? Hồi nãy hỏi bảy điều, tôn giả Phú Lô Na trả lời: dạ không phải. Hỏi lại cũng không phải nữa rồi. Vậy sự thanh tịnh của tâm, sự thanh tịnh trong sự thấy sự thật, ngũ kiến là vô dư niết bàn sao? Ngài trả lời: dạ cũng không phải. Lần thứ hai phải. Vậy vô dư niết bàn ngoài bảy điều nói trên phải không? Dạ không phải. Quý vị nghe lại vậy đó, ha. Ngài Xá Lợi Phất nói: thầy, này thầy, sao nói tráo trở vậy? Khi tôi hỏi thầy vô dư niết bàn là bảy điều thanh tịnh nói trên, thầy trả lời không phải. Khi tôi hỏi vô dư niết bàn ngoài bảy điều thanh tịnh nói trên, thầy cũng nói không phải. Vậy sự thật là cái gì? Thầy có thể cho tôi biết được không? Đó. Tôn giả Phú Lô Na trả lời: tôi xin giải đáp thí dụ như sau. Vua Ba Tư Nặc ở thành Xá Vệ có việc cần phải đến xứ Sạc Kết. Vua phải sử dụng 7 chiếc xe ngựa để đi đến đó cho kịp thì giờ. Bị hồi xưa đi bằng xe ngựa ha, không có xe hơi như mình. Vua lên xe thứ nhất đến một trạm, rồi đổi xe thứ hai, bị đường nó xa phải thay ngựa. Đến một trạm nữa đổi xe thứ ba, cho đến xe thứ bảy, đổi 7 lần mới đến xứ Sạc Kẹt đúng theo lộ trình mà vua muốn. Nếu người ta tâu hỏi vua Ba Tư Nặc đến xứ Sạc Kẹt bằng chiếc xe nào, vua sẽ trả lời rằng nói đến đây bằng chiếc xe nào cũng không phải, mà nói đến đây không nhờ chiếc xe nào cũng không phải. Quý vị nghe được chưa? Nói là chiếc xe nào cũng phải, mà nói không phải chiếc xe nào cũng không phải. Cũng như ngài hỏi tôi bảy điều nói trên cũng như thế, giống nhau. Vô dư niết bàn không phải sự tinh khiết thanh tịnh của mỗi pháp. Nếu phải như vậy thì vô dư niết bàn chưa phải tột bậc cao quý nhất. Nếu nói vô dư niết bàn là thanh tịnh tâm, vô dư niết bàn thanh tịnh giới, vô dư niết bàn thanh tịnh định thì thôi, không phải tột bậc. Vô dư niết bàn không phải vậy, nó hơn những cái đó rồi. Vì còn chấp thủ bảy điều nói trên, nhưng vô dư niết bàn cũng chẳng phải ngoài bảy điều tinh khiết thanh tịnh đó. Không ngoài đó. Nếu không vậy thì người phàm phu đầy phiền não cũng có thể đắc vô dư niết bàn sao? Mỗi điều tinh khiết thanh tịnh đó được trao dồi trong sạch từ điều này đến điều kia. Nếu nói đắc quả do điều này hoặc điều kia thì không đúng. Và nếu nói đắc quả do thực hành pháp khác ngoài bảy điều này cũng không đúng. Cũng như 7 chiếc lông xa của vua Ba Tư Nặc thay đổi từ chiếc này đến chiếc kia để đi đến chỗ mà vua dự trù như thế. Như nghe được rồi, thấy không? Sau khi nghe sự giải thích rõ ràng, ngài Xá Lợi Phất xin hỏi pháp danh. Tôn giả Phú Lô Na đáp: tôi là Prana Mantanibut Phú Lô Na Di Đa Ni Tử. Các vị tỳ kheo khác gọi tên tôi. Và xin hỏi ngài pháp danh là chi? Ngài Xá Lợi Phất đáp: tôi tên là Upatissa khi chưa xuất gia. Nay xuất gia, bạn đồng tu hằng gọi tôi là Sariputta, là Xá Lợi Phất. Tôn giả Phú Lô Na khi nghe qua giật mình cúi đầu đảnh lễ và thưa rằng: nếu tôi biết trước người mà tôi đối diện được hầu chuyện là đệ nhất đại đệ tử tay phải của Đức Thế Tôn, tôi sẽ không dám nói dông dài như vậy. Thật là thất lễ, xin thành thật sám hối. Ngài Xá Lợi Phất cũng tán thán trí tuệ tài biện luận của tôn giả Phú Lô Na. Có một lần nọ, tôn giả A Nan nói tài ba thuyết pháp của tôn giả Phú Lô Na làm cho những đệ tử mà tôn giả A Nan tu cho nghe rồi đều được giác ngộ. Tôn giả A Nan thay thế Phật tu cho một số đệ tử tỳ khưu mà tu rồi đó, là kêu đi học với ngài Phú Lô Na. Ngài Phú Lô Na thuyết pháp nghe là giác ngộ hết. Khi Đức Phật bắt đầu hoằng dương đạo pháp, chuyển pháp luân, rất cần nhiều thánh đệ tử có trí tuệ, có thần thông, có tài ba như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Phú Lô Na, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chiên Viên, Maha Ca Diếp, ngài A Na Lực, vân vân. Để làm cho pháp luân chuyển nhanh, chuyển mạnh,
khắp mọi nơi trên Diêm Phù Đề là xứ Ấn Độ. Tôn giả Phú Lô Na là một trong thập đại đệ tử Phật thiết pháp đệ nhất, như các thánh tăng Trung Hoa Tàu hàng nói mà tôi đã nói hồi nãy, thập đại tử đó: Phá Chí Liên Thông Thiết Phú Na, Tu Không Chuyên Lĩnh Ca Đầu Đà, Na Lực Thiên Nhãn Ba Ly Giới, A Nan Đa Văn Mật Hạnh La. Các vị thánh bên Tàu hay tụng để nhớ danh của thập đại đệ tử đó. Thuyết giảng những lời Phật dạy là một việc làm rất khó, bởi vì muốn truyền thuyết pháp ngôn của Phật phải đúng theo chân lý Phật dạy, phải phối hợp căn cơ của chúng sanh. Tôn giả Phú Lô Na trong ngàn muôn đệ tử Phật được mọi người công nhận là thuyết pháp đệ nhất, được Phật tán thán, đương nhiên không phải không có lý do. Tôn giả Phú Lô Na quyết tâm đem Phật pháp truyền đạt khắp nhân gian. Ngài rất nhiệt tình thực hành chỉ dạy, khi có cơ hội gieo hạt giống Bồ Đề cho kẻ khác, không bao giờ nghĩ đến sự lợi hại của tự mình. Đức Phật có rất nhiều vị đệ tử rất giỏi về pháp, nhưng tâm kiên cố hoằng pháp thì không ai có thể so sánh với Tôn giả Phú Lô Na được. Có một lần nọ, Tôn giả trên đường hoằng pháp đi ngang qua khu rừng xứ Kiều Tác Di. Ngài biết tại khu rừng này có rất nhiều vị tỳ khưu ẩn tu, Ngài bèn ghé vào thăm viếng. Các vị đó rất vui mừng khi gặp Ngài. Ngài nói với chư vị đó rằng: Các vị ở đây thanh vắng tu tập thật là đáng phục, nhưng Đức Phật muốn chúng ta độ chúng sanh, tại sao các vị không bỏ chút thì giờ đi hoằng pháp gieo duyên mà cứ ẩn tu như vậy? Những vị tỳ khưu đó trả lời: Thưa Tôn giả, chúng sanh nan độ, chúng tôi từng đi hoằng pháp đem nước cam lộ của Phật cho họ, họ không tin, họ rất ngu si cố chấp, mê trong ngũ dục sắc tinh hương vị xúc, sát sanh để tế thần cầu phước. Sự thật việc làm của họ là tạo tác ác nghiệp mà không biết. Chúng tôi giang tay từ bi cứu độ họ, nhưng họ không bao giờ quay đầu trở lại, họ vẫn tiếp tục đi theo sự si mê lầm lạc đó. Thưa Tôn giả, chân lý đại đạo không phải ai cũng đi được, thôi mặc kệ họ, để cho họ gặp khổ đến mực, khi nhân duyên đầy đủ họ tự nhiên quay đầu. Tôn giả Phú Lô Na nói: Quý vị tinh tấn tu hành tôi rất khâm phục, nhưng ý kiến hoằng pháp của quý vị vừa kể tôi không đồng ý. Nếu sự hoằng pháp dễ, sự độ chúng sanh dễ, thì đâu cần chúng ta nỗ lực trong việc này. Bởi vì ngũ trược ác thế, hoằng pháp độ sinh là việc gian nan khốn khổ, nhưng vì để báo đáp ân huệ của Đức Phật dạy dỗ, chúng ta mỗi giờ phút nào cũng phải nỗ lực thực hành công tác thần thánh này. Hoằng pháp là phận sự của kẻ xuất gia, lợi sinh là sự nghiệp của chúng ta. Chúng ta kẻ xuất gia là đệ tử Phật, đừng coi tăng đoàn là chỗ tị nạn, chùa chiền tịnh xá là viện dưỡng lão. Đừng nghĩ ta xuất gia làm tỳ khưu giải quyết được sự sanh sống của tự mình, không cần nghĩ đến chuyện thế gian, không lo hoằng pháp, không độ chúng sinh, coi những việc này không quan hệ với mình là phản bội sự giáo huấn của Đức Thế Tôn. Tôi tin chắc từ tâm bi nguyện của Đức Thế Tôn nhất định không quan hệ tác phong hoằng pháp của quý vị. Chúng sanh không dễ chấp nhận Phật pháp, vì chúng sinh nó rất nghèo về pháp, nghèo như kẻ nghèo ăn xin. Quý vị đem gia tài Phật pháp bố thí cho một kẻ không có gì cả, làm sao mà họ không hoài nghi hảo tâm lòng tốt của quý vị? Làm sao họ dám nhận tài sản đó liền? Ngài nói chúng sanh nó nghèo pháp, giàu tiền mà nghèo pháp lắm, rồi quý vị đem pháp để cho hoài nghi rồi, nó có chấp nhận? Ngài nói vậy đó. Chúng ta phải có vô lượng bi tâm, tràn đầy nhiệt tình với chúng sinh, phải trang nghiêm tịnh độ của tự mình, phải hoan hỷ đem pháp lạc rải khắp nhân gian, đem trí huệ từ bi quy đức của Phật chia cho chúng sinh đồng hưởng. Đó là trách nhiệm của người xuất gia đệ tử Phật. Chúng ta không thể né tránh chối từ sự hoằng dương đạo pháp của Đức Phật. Ở trên, Tôn giả Phú Lô Na nói thế gian ngũ trược ác thế, sự hoằng pháp độ sinh là việc gian nan khốn khổ. Ngũ trược là năm thứ dơ bẩn ở cõi ta bà thế giới này. Một là kiếp trược,
vào thời giảm kiếp, con người ta tuổi thọ giảm lần, cho đến khi số thọ còn 10 tuổi thì hết cái giảm kiếp. Trong thời kỳ ấy, con người có đủ 4 thứ ô trượt là kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. 2. Kiến trượt là ý kiến, sự thấy, biết ô trượt. Con người có cái kiến thức tà dại, chấp quấy bỏ phải, theo tà bỏ chánh, điên đảo thêm là kiến trượt. Phiền não trượt, cái mối mê dục ô trượt. Con người trong tâm chứa đầy những sự tham lam, hờn giận, mê muội ngu si. 3. Chúng sanh trượt, con người ta và vạn vật sanh ra ở cõi ô trượt này hằng bị khổ não, tai nạn, không mấy lúc được sung sướng thanh nhàn. Mạng trượt, đời sống ô trượt, bởi đời sống con người ta giảm lần, cho nên trong đời họ phạm rất nhiều tội lỗi, là lo họ làm và hưởng các điều thỏa thích về vật chất, chớ chẳng lo tu hành chi cả. Tôn giả Phu Lô Na tam y một bát khất thực độ sinh, hoằng dương đạo pháp của Đức Bổn Sư. Tôn giả đi khắp mọi nơi, từ thành thị đến thôn quê hẻo lánh, không chỗ nào không có dấu chân của Ngài. Vì thế hằng ngàn ngàn muôn muôn dân chúng nhận thức được Đức Phật, biết được chân lý từ bi bác ái của Phật do tôn giả tiếp dẫn giới thiệu. Tôn giả Phu Lô Na có lúc ở Ma Kiệt Đà, có lúc ở Vê Sa Ly, Tỳ Sa Ly, có khi ở Xá Vệ Thành, hoằng hóa đạo Phật. Dân chúng sau khi nghe Ngài thuyết giảng đều trở về quy y Tam Bảo, đông đảo không sao kể xiết. Trong tăng đoàn không ai có thể so sánh được với Ngài. Vậy Ngài có mãnh lực gì, ai nấy đều không rõ. Có một hôm nọ, một nhóm tỳ khưu có dịp hội đàm với tôn giả Phu Lô Na, bèn thưa hỏi Ngài: Thưa tôn giả, khi Ngài thuyết pháp chỗ Quang Du Thảo Nguyên, pháp âm của Ngài phát ra làm cho mọi người đều an tịnh, hòa bình, thành khẩn, trừ Đức Thế Tôn ra không ai có thể có uy lực như vậy, làm sao tôn giả có uy đức mạnh như vậy? Tôn giả Phu Lô Na trả lời: Tôi cũng không biết tôi có sức lực gì, tôi duy nhất biết là chỉ có Đức Phật là đạo sư tối thượng. Không một lần nào trước khi thuyết giảng mà tôi không âm thầm cầu khẩn ân huệ của Đức Bổn Sư. Tôi cầu Ngài hộ độ cho tôi hoàn thành sự nghiệp tịnh hóa nhân gian. Tôi không muốn ai biết đến Phu Lô Na này, tôi chỉ mong muốn ai ai cũng biết đến vị đại giác Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về phần tôi, làm sao có lực lượng gì để làm cảm động mọi người? Việc làm cho mọi người cảm động là Đức Phật, là chân lý giáo thị của Đức Bổn Sư. Những gì, những sự vinh quang này là của Đức Phật, nào phải là của tôi. Mọi người nghe qua ai nấy đều cảm phục tôn giả là người thành thật. Có vị tỳ khưu thưa tôn giả Phu Lô Na rằng họ thấy Ngài lo nhiều trong việc bố giáo hoằng đạo, thật là khổ nhọc. Ngài đây mai đó không ngừng nghỉ, không ăn được miếng ngon để bồi bổ thân thể. Mỗi ngày Ngài thuyết pháp độ sinh, còn phải tịnh tọa kinh hành tu tập, thật là khổ nhọc, làm sao thân thể chịu đựng được lâu dài. Tôn giả Phu Lô Na cảm tạ sự quan tâm của các vị tỳ khưu đó, rồi Ngài ung dung nói rằng: Chúng ta sinh hoạt trong pháp hải là biển pháp của Phật, chỉ làm một chút công tác nhỏ mà cho là khổ nhọc sao? Đức Phật tu hành A Tăng Kỳ Kiếp độ sinh, Ngài ăn một hột mè, một hột bắp khi thực hành khổ hạnh. Ngài từng bố thí cả mắt, thân, sinh mạng của Ngài. Chúng ta không biết làm sao hình dung được sự hy sinh cao cả của Phật. Tôi hoằng pháp độ sinh càng lâu càng mong được gần Đức Phật nhiều hơn, để được Ngài chỉ dẫn thêm. Cam lộ pháp thủy của Phật là món bổ dưỡng huệ mạng tốt nhất của tôi. Tôn giả Phu Lô Na tiếp tục nói: Tôi lộ hành dân du khắp mọi nơi, mỗi một ngọn cỏ, một cây rừng đều tỏ ra vui mừng tôi, một ngọn núi, một con sông tỏ ra sự an ủi tôi, hào quang của Phật che đậy thân tôi, tâm của Phật sống trong tâm tôi, làm cho tôi không biết khổ nhọc là gì cả. Quý vị, khi tôi thấy ngàn muôn người quy y Phật, đảnh lễ Phật,
Tôi hằng hoan hỷ cảm động đến rơi lệ, nước mắt chảy. Tôi cũng chắp tay hướng về Đức Phật đảnh lễ như những người đó. Tôi âm thầm khẩn nguyện Đức Đại Từ Bi nhiếp thu những người đó, ban bố cho những người đó niềm tin vững chắc, cho họ có mãnh lực tinh tấn tu tập. Các vị tỳ khưu đó khi nghe xong ai nấy đều tán thán, kính ngưỡng tôn giả Phô Lô Na là vị đệ tử hết lòng phụng thờ Đức Phật bằng giáo lý được học hỏi nơi Phật. Sự hoằng dương đạo pháp của tôn giả Phô Lô Na như nước chảy khắp mọi nơi, như pháp thủy trong biển người. Tôn giả không có chỗ ở nhất định, ban ngày khi ở trên đường phố, quảng trường, tỳ viên hoàng hóa, đêm lại ở trong rừng, trong núi hoang hoặc là cạnh bờ sông, thanh tịnh, vắng lặng, tịnh tạ tham thiền. Như phù dân mây bay, như lưu thủy nước chảy, chỗ nào cũng là chỗ ở của Ngài. Có khi tôn giả làm cho Phật Pháp thường trụ bằng cách phát động kiến lập tịnh xá, tạo giảng đường. Nhưng những tịnh xá giảng đường tạo xong, tôn giả không nghĩ đó là tài sản riêng của Ngài. Ngài để lại cho kẻ tu có đức hạnh trụ trì trong nom. Ngài tiếp tục hành hóa tha phương. Tôn giả Phô Lô Na không dành dụm tiền bạc ngoài tam y và một bát để khất thực xin ăn, nuôi mạng, tu hành. Bên thân Ngài không có vật nào nữa, đó là nói về bên ngoài. Còn bên trong, tôn giả Phô Lô Na rất giàu có, vô lượng công đức, trí tuệ, pháp tài. Không biết bao nhiêu chúng sanh nhân được pháp tài của tôn giả, làm cho phong phú đời sống sự nghiệp, sanh mạng thành tựu vĩnh hằng. Tôn giả Phô Lô Na không bao giờ quan tâm đến sự ăn mặc, chỗ ở, tài sản. Ngài chỉ có tam y để che thân và một bát để khất thực nuôi mạng là đầy đủ. Tôn giả đi trì bình khất thực, không lựa giàu nghèo, không chọn món ngon món dở, chỉ xin đủ để no bụng là được. Ngài không bao giờ nghĩ đến bổ dưỡng. Ngài nhận thấy món đồ bổ dưỡng tốt nhất cho Ngài là cam lồ chơn ngôn của Đức Phật. Có một hôm nọ, tôn giả Phô Lô Na lộ hành đến xứ Câu Ly. Trên đường gặp được một người quen đồng hương ở cùng xứ với Ngài. Người đồng hương đó đảnh lễ Ngài và thưa Ngài rằng: Thưa tôn giả, chúng tôi nghe nói tôn giả dân du khắp mọi nơi, không biết Ngài bận việc gì à? Từ khi tôn giả ra đi xuất gia, chúng tôi không thấy tôn giả trở về quê thăm thân nhân. Ai nấy đều nhớ đến tôn giả. Ngài bỏ ra đi nhiều năm, ruộng vườn, thôn trang, gia tài, món nào Ngài cũng chẳng có. Tại sao Ngài làm cho bần khốn, nghèo khổ như vậy? Khi nào Ngài mới có thể trở về quê? Tôn giả Phô Lô Na rất lễ mạo đáp rằng: Rất cảm ơn ông, hôm nay rất hân hạnh gặp ông. Ông hỏi bần tăng hằng ngày bận việc gì à? Bần tăng xin cho ông biết là bần tăng hằng ngày bận lo việc chúng sanh ly khổ đắc lạc. Vì thế đâu đâu cũng là cố hương của bần tăng, đâu đâu cũng có thân nhân của bần tăng. Hiện nay bần tăng là đệ tử của vị đại thánh Phật Đà. Điền viên ruộng vườn, thôn trang là quyển quá, không thật, giả tạm. Gia đình tài bảo là vô thường, một ngày nào đó sẽ bị chia ly tan rã, biến đổi không còn. Bần tăng không thể làm nô lệ của những vật đó. Bần tăng không thể để cho những vật không thật này bó buộc. Bần tăng vui trong sự ngày đây mai đó hoằng pháp khắp mọi nơi. Bần tăng nguyện làm sứ giả của chân lý, làm kẻ lót đường cho chúng sanh tiến về chánh giác đạo lộ. Xin ông về quê thưa lại với mọi người rằng bần tăng rất cảm ơn sự nhớ đến bần tăng của quý vị. Phô Lô Na này cũng phải phục vụ quý vị. Khi nhân viên đến phải trở về quê, bần tăng nhất định sẽ trở về. Ông đồng hương đó nói: Kính thưa tôn giả, xa cách ngài nhiều năm, tôi không nghĩ ngài theo Phật xuất gia và có tinh thần rất tích cực, có nhiệt tình rất thâm sâu. Ngài hoàn toàn quên tự mình và lo cho đại chúng. Tôi rất bội phục ngài. Khi ngài trở về quê, chúng tôi nhất định thành đại hoan hỷ đón tiếp ngài. Hoan nghênh ngài đem hào quang ánh sáng của Đức Phật đến quê hương chúng ta.
tàng.